cái u nhỏ nhỏ, cái nó xúm vô chỗ nó nằm. Con muỗi nó cắn chị thấy ơi. Đang làm việc đại sự mà muỗi cắn. Kỳ cục quá. Đừng có biết nữa thấy Hân ơi, em mới giúp chị mệt thêm. Làm tao phân tâm. Chút về bản ăn cơm hả? Ăn cơm đây luôn không? Chị đặt luôn cho. Tới chị ha. Cái đó gọi là âm thanh bản quyền á. Uống nước đi chị. Dạ.
Đây phải không? Mụn nó ra thấy cái nó kêu cục 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 vậy thấy. Không thấy hả? Một, hai, ba. Con này nè. Chích nhầm cái đầu của nó rồi. Chắc nhầm cái đầu của nó. Nó ra chút xíu xíu. Con này đúng không? Thank you.